Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lệ Nguyên. Tiếp tục clip hôm nay thì có một số tác phẩm để giới thiệu và báo giá bà con mình nha. Có cặp tủ rất là đẹp nha bà con, ở Nam Bộ nha. Đó có một cây tủ cũng rất là lớn, cẳng ốc và chân và một số loại món đồ gốm khác nha. Đó, để giới thiệu qua số điện thoại em là 0772 877278. Cửa hàng chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái clip vừa qua nha. Thì hôm nay mã số đầu tiên em lên cho bà con của mình là mộc A nha bà con. Đó, một cái bộ là tam không nha. Đó, ba chú khỉ rất là đẹp nha. Đó, không nghe, không nói, không thấy nha bà con. Đó, khá là đẹp nha. Đó, bà con mình xem nè. Đó, gớm này là gớm Biên Hòa nha. Tức là bách qua hàng này là hàng có tuổi nha bà con. Đó, từ là khoảng thập niên 80-90 á. Với chiều cao này là em đo 25. Còn vành đế thế này là nó 39 nha. Khá là đẹp đó bà con mình xem nè. Đó, không nói nè bà con mình xem nha. Đó, còn không thấy nè. Tam không. Đó, cho ông đế đây, hàng cũng khá đẹp và già, hàng lành tích nha bà con, lành lặn và liền lạc. Bộ ba tượng này giá em giao lưu với bà con của mình là 2.800.000 đồng thôi nha. Em bao cái ship cho bà con mình là toàn quốc, bao kiểm tra hàng. Đến với mã tiếp theo số 2 này là em có một cái chậu gốm nè, chậu gốm men gạn nha, hàng của Tàu nha bà con. Mấy hàng này thì tuổi đời đều già tuổi, sâu tuổi hết nha. Đó, hàng giá trị với bà con mình xem và cảm nhận giúp em. Chiều cao em đo 6 phân thôi, đường kính nó là 22 nha. Đó, bà con mình xem nha, những cái bài thơ câu văn chữ Nho Hán nè. Đó, một chuyện đế đây bà con mình xem nha. Đó, chậu này hàng Tàu chuẩn xưa, giá là giao lưu là 2.000.000 đồng. 2.000.000 đồng em bao ship toàn quốc nha. Đó, còn cái này là mã số 3. Đó, một cái khay nè, được vẽ tay và vuốt tay luôn nha. Đó, tích bà con mình xem nha, rất là đẹp. Đó, chim phượng hoàng lửa. Với tổng cái chiều dài cái khay này là 28, chiều ngang em đo là 20, độ dày lên là 3 phân nha. Đó, vuốt tay và quẻ tay nha. Đó, hàng này khoảng 30 năm ngoài đổ về đi thôi nha bà con. Đó, rất là đẹp, cái này dám luôn chỉ có 1.200.000 thôi. Đó, 1.200.000 thôi nha. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì có một cặp bình gốm Tàu nè bà con mình xem. Bình này thì người ta được quẻ những cái chữ nè. Đó, thiết vàng rất là đẹp nha, quẻ vàng hết nha bà con. Đó, kính bình hết luôn. Đó, hàng cao cấp của Tàu nha. Đó, thì những cái hàng này thì mẫu mã này của nó tuổi đời nó khoảng 30-40 năm thôi nha. Đó, hàng có sao thì em báo bà con mình như thế. Chiều cao bình này là 43, miệng đường gớm, miệng đường kính là 18, vành bụng là 72 nha. Đó, không nứt bể hay tóc gió chỗ nào hết nha, lành lặn và liền lạc. Đó, hàng rất là đẹp, men khỏi chơi rồi. Đó, men sáng bóng thấy hình luôn, chôn đế này khá là già. Cặp này giá em giao lưu bà con mình là 4.500.000 một cặp. Đó, hàng lành tích nguyên dạng hết nha, 4.500.000 đồng. Mã số 5 thì em có một cặp bình gớm Tàu. Đó, cái này thì có một chiếc thôi, duy nhất thôi nha. Đó, bà con mình xem nha. Quẻ cái tích là những gia đình gà trống nha bà con. Đó, gà trống, gà mái nuôi con nha. Chiều cao bình thì em đo 42, miệng đường kính 12 thôi. Hoành bụng này là lên tới 60 nha. Đó, hoa văn họa tiết nào vẽ rất là đẹp. Đó, gia đình gà trống nha. Đế đây. Đó, một bốn chữ một cái duy nhất, cái này em giao lưu giá 800.000 thôi nha bà con, hàng Tàu cũ. Mã tiếp theo là số 6. Em có vừa sưu tầm về được một cặp chậu nữa nha. Đó, bà con mình xem chậu tài lộc rất là đẹp nha bà con, gọi là một cái tụ bảo bồn á của mấy chú chuột mà tha gạo lúa về nha. Đó, khá là ý nghĩa. Chiều cao cái này là em đo lên tới là 20, miệng đường kính 19 thôi, và hoành bụng này lên tới là 85 nha. Đó, mấy cái hàng này gớm chu đậu sâu tuổi nha bà con, chứ không phải gần đây nha, cái nào gần thì báo gần. Đó, hôm trước em về được một hai cái thôi, không có nhiều. Đó, khách đều chốt giao lưu hết nha, men gạn rất là già. Đôi này em giao lưu giá bà con mình là 3.000.000 đồng, hàng này lành tích nha. Hôm trước có một cái nó bị lỗi em đã giao lưu rồi. Đó, thì cái này thì nó lành lặn hết toàn bộ. Mã số 7 là một cái bình hút lọc đó, bằng gỗ nguyên khối luôn. Đó, gỗ này là gỗ lim nha bà con, văn là siêu văn luôn á, nguyên khối đặc. Tổng cái chiều cao cái bình này em đo là 60, miệng đường kính này là 15 thôi, hoành bụng này lên tới là 64 nha. Đó, gỗ lim này là gỗ cũ nha, đã được mà người ta làm vật ni sáng bóng lại rồi nha, sạch sẽ rồi, mình về là mình xài sử dụng thôi. Và đặc biệt cái bình này nè, nhìn rất là lạnh luôn nha bà con. Nó rất là đẹp. Đó, văn gỗ tự nhiên hết, mộc mạc cũng khá nặng á, bình này khá nặng. Giá vô lưu chiếc bình này gỗ lim là 4.800.000 nha, 4.800.000. Tiếp theo là mã số 8, em có một cái bộ bàn cờ, luôn cái bàn cờ luôn nè. Bàn cờ này thì bằng gỗ hương, được người ta khảm nè. Đó, khảm mặt cờ luôn cho bà con mình đam mê cờ tướng nha. Hai bên có hai ngăn kéo để con cờ rất là tiện ích. Đó, với cái chiều dài này á, em đo lên tới là 60 phủ bì, chiều ngang lên tới là 54 thôi, độ dày của cái hộp cờ này là 8 phân nha, rất là dày gỗ hương nha. Còn đặc biệt 32 con cờ bên trong nè đều là gỗ chắc. Đó, cái này đều là gỗ chắc nha, đường kính nó là khoảng là 3 phân rưỡi, độ dày là hơn 1 phân. Đó, độ dày là hơn 1 phân nha bà con. 32 con cờ bằng gỗ chắc hết á, nguyên khối.
hàng này về bà con mình cứ kiểm tra hàng giúp em nha, đúng hàng đúng đồ thì bà con mình nhận giúp em. Đây bà con mình xem nha, quân xanh quân đỏ đầy đủ. Cái bộ này em giao lưu bao ship toàn quốc giá là 3.800.000 đồng bao ship tận nhà. Đến với mã tiếp theo đó là mã số 9 nha. Đây là một cái bức tranh nè, bức tranh là ông hổ nha bà con, rất là đẹp nha. Cọp Thượng Sơn nha bà con, hàng Tàu quẻ tay, khung là khung gỗ rất là tốt luôn á, gỗ này là gỗ quý của Tàu luôn nha. Chiều cao này thì em đo là 86, còn cái chiều ngang bức này là 46, độ dày cái tranh này là hai phân gần hai phân rưỡi luôn á. Nhìn rất là hồn và đẹp. Đây hàng thì lành lặn lành tích hết nha, không có lỗi gì hết. Bà con mình xem nha, mặt gỗ sau lưng nè, người ta cũng gia cố lại chắc chắn, hàng cũ nha. Thôi cái bức tranh cọp này em giao lưu giá là 1.600.000 nha, 1.600.000 đồng. Tiếp theo là số 10 này em có một cặp đôn gỗ gõ nha bà con, mặt đá Tàu luôn rồi nha. Hàng này là hàng cũ 2 tầng đó. Chiều cao đôn này thì em đo lên tới 80, đường kính vuông của nó là 35 thôi nha. Vuông 35, hàng dày dặn chắc chắn và cứng cáp nha bà con mình xem nha. 2 tầng rất là đẹp, bên dưới là mặt đồng tiền. Lành lặn, cặp này giá em giao lưu bà con mình là chỉ có 6 triệu thôi, 6 triệu đồng thôi nha. Bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng. Rồi mã tiếp theo số 11. 11 là một cái bức tranh rất là đẹp và giá trị, rất đáng sưu tầm luôn nha, từ cái nghệ thuật cho đến cái chất liệu và vật dụng của nó. Thì tranh này gỗ đó là gỗ gõ Quảng Bình, hàng này em bao chuẩn xưa nha, được người ta thợ người ta làm thủ công toàn bộ tinh vi, tuổi đời là từ 30-40 năm trở lên. Cái này là người ta khảm là thân cây gỗ xưa kết hợp với là ốc bảy màu nha. Và những cái con ngọc trai là từ những cái nụ hoa ngọc trai nha, và đá quý cũng như là xương ngà rất là đẹp nha bà con. Phú quý cát tường nha, cái bức này rất đáng để mình sưu tầm quá. Với cái chiều cao này em đo tổng lên tới là 57, và tổng cái chiều dài của cái bức tranh này lên tới là 130, độ dày khung tranh là 5 phân nha. Hàng khá là đẹp, bà con của mình xem qua giúp em. Cái bức này thì bà con em bao bà con mình kiếm một bức thứ hai cũng không có luôn đó nha. Được cái đặc biệt cái tùy cái vật dụng nè, người ta khảm lên nó đều là những cái con ngọc trai. Khung tranh nó dày tới 5 phân, nó rất là dày, miếng giữa là nguyên một khối. Hàng này là hàng sâu tuổi nha. Tranh thì mặt sau lưng đây. Gia cố chắc chắn cứng cáp luôn, có móc sẵn là 3 cái móc cho bà con của mình về mình treo lên trên cứng luôn nha. Bức này giá vô luôn là 24 triệu nha bà con, 24 triệu đồng nha. Hàng về đến nhà kiểm tra hàng, thẩm định các hàng thoải mái nha, đúng hàng đúng chất lượng sản phẩm y như trên clip bà con mình nhận, không đúng hoàn về cứ yên tâm. Và đến với mã số 12 thì em có là một cặp tranh nói về Phúc và Đức nha bà con, cũng như là cha và mẹ đó, bà con mình xem nha. Hai câu thơ thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con nha. Ốc là ốc Singapore toàn bộ hết, gỗ là gỗ gỗ nguyên khối đặc luôn á. Tổng chiều cao này em đo là 117, chiều ngang cái độ rộng của bức tranh này em đo là lên tới 30 củ bì luôn á. Thì tranh này thì có độ dày từ 3 phân trở lên, 3 phân trở lên nha, 3 phân tới 3 phân rưỡi gần 4 phân. Cái độ dày của nó, độ phân nát của nó để người ta chạm đục ra như thế này, bầu bí á. Những cái chi tiết đó đều là chạm nguyên khối hết nha bà con, chứ không có đắp ghép thế nào nha. Dán liền nguyên khối nè, ốc rất là đẹp. Đây, cái mặt gỗ sau lưng cho bà con mình xem nha. Rất là nặng nha bà con, một tấm thế này rất là nặng, nó liền khối. Bộ này em giao lưu bà con mình giá là 6 triệu rưỡi một cặp này nha bà con, 6.500.000 đồng. Và đến với mã tiếp theo số 13. 13 này thì là một cái bức tranh mã đáo thành công nha, chất liệu cũng là gỗ gõ luôn, và ốc này là ốc Singapore. Ngõ tranh này là loại tranh đại, loại lớn nhất nha bà con, lâu lâu em về được 1-2 tấm thôi. Khách cũng đều rất là trộn về cái vấn đề phong thủy rất là tốt, cũng như là làm quà cáp tặng cho bạn bè người thân nha. Chiều cao em đo là 107, tổng cái chiều dài của cái bức tranh này nó lên tới là 2m17 nha, 2m17. Tranh rất là dài khủng, chiều dày khung tranh này là gần 5 phân củ bì, cũng tính 4 phân rưỡi thôi. Miếng giữa là một lá liền, miếng giữa này thì em đo độ rộng nhất của nó là 62. Là một cái cây gỗ rất là lớn, dạng đại cổ thụ mới to mới lớn được như vậy nha. Bà con mình xem sơ qua và cảm nhận giúp em. Hàng thì lầm lặng liền lạc, sạch sẽ, ốc theo thời gian. Tranh này từ hai người khiên mới nổi nha bà con, vì nó rất là nặng nha. Bà con mình xem qua giúp em, mình treo tường thì mình về mình bắt lên cũng cứng cáp giùm em. Mới gắn cái móc kỹ lưỡng cho bà con mình to để dùng về vững vàng nha. Dán và đố sau lưng người ta cũng gia cố, đó là lớp keo, đa số thường người ta làm keo để cho nó giữ cái độ sau này cho gỗ mình không bị nứt xé coi nhót nha. Bức này giá em giao lưu với bà con mình là chỉ có 17 triệu thôi nha bà con, 17 triệu đồng nha. Loại tranh đại, loại tranh lớn đó nha bà con, 17 triệu bao ship tận nhà. Mã số 14 này thì một bức tranh là Tùng Hạt Trường Sưng, cũng là gỗ gõ ốc hoàng trăm, tranh này là hàng cũng chuẩn xưa luôn. Bà con mình nhìn sơ qua và cảm nhận giúp em nha.
À, chiều cao của bức này thì em đo nó lên tới là 80. Tổng cái chiều dài này là 160 nha. Khung tranh có độ dày đó là 4 phân rưỡi, nó hơn 4 phân. Đó thì tranh này đặc biệt của nó là cái điểm đó là ốc cho giá trị á, ốc và gỗ của nó mộc bạc theo thời gian. Đó và ốc này thì khỏi chơi rồi, ốc cao cấp luôn đó nha. Đó hàng này về cứ kiểm tra hàng, ốc không đạt chất lượng, báo bà con mình cho quay đầu luôn. Đó em bao ship bao kiểm tra tận nhà nha. Đó bà con mình xem được em. Người ta cảnh nhìn những con hạt rồi những cây tùng á rất là đẹp nha. Đó đi tìm mồi nhìn rất là đẹp. Đó chanh này nói chung thì nó không có lớn nhưng mà nó cũng hàng dạng nhì với nha bà con. Đó con heo đây. Đó sau lưng cũng làm kỹ càng lắm nè, chắc chắn luôn đó nha. Đó khá là đẹp, mình con mình nhìn ốc của nó thôi là mình cảm nhận qua màn hình giúp em nha. Ốc này thì em bao đẹp bao xưa. Bức này giá vô luôn cho bà con mình là chỉ 12 triệu thôi nha, 12 triệu đồng bao ship tặng nhà, hàng về đến nơi cũng trực tiếp khui ra kiểm tra. Đó, ốc đẹp chất lượng thì bà con mình nhận. Và đến cái mã tiếp theo số 15. 15 này để giới thiệu bà con mình là một cặp tủ nè, cặp tủ pháp xưa nha bà con. Hàng này là hàng chuẩn xưa Nam Bộ, tuổi đời của nó là trên 6-70 năm, 7-80 năm trở lên nha. Hàng rất là dày và cứng cáp rất là nặng, mỗi cây thế này rất là nặng nha. Kính này là kính là 10 ly hết nha bà con. Bà con mình xem nha, rất là đẹp nha. Đó, kính một phân đó, em đo kích thước báo cho bà con mình này thì có một cặp song song luôn. Đó, chiều cao này là em đo tổng nó lên tới là 242 tới 2m42 rồi. Đó, còn cái chiều ngang này nè, chiều ngang này thì em đo nó lên tới là 70. Đó, và cái độ sâu sâu của cái tủ này ra đây, sâu tủ này ra là em đo 56. Cái mão chạm đục qua lá tay, hàng này là chuẩn hàng pháp xưa luôn nha. Những cái sông tiện ở trên cũng còn nguyên dạng của nó. Đó, hàng thì sạch sẽ đã được người ta làm bóng vệ sinh đây rồi, gia cố VU sạch sẽ rồi nha. Gỗ là gỗ gõ xưa mình luôn. Đó, hai bên tay cầm, hai bên cái thầm, hai bên cửa nè, những cái sông tiện rất là đẹp, chân của nó mình con mình nhìn xem. Đó, cổ điển luôn nha bà con, chỉ có mấy cái tay nắm cầm ổ khóa thay ổ mới cho bà con mình thôi, quá lâu rồi cho nên thấy sai để bà con mình xài sử dụng được. Đố cổ cửa nè rất là dày và chắc chắn, kính rất là dày. Đó, kính này là đều thay kính mới lại cho bà con mình toàn bộ hết luôn rồi đó. Đó, chỉ có gỗ là nguyên con gỗ của nó, là nguyên con của nó nha, nguyên con xưa luôn đó nha. Mình về mình trưng bày đồ ví dụ như là mỹ phẩm hoặc là nước hoa cũng được, tùy hỷ bà con mình thôi, hoặc đồ đồng đồ gốm. Đó, cây này một cặp này là không chơi được vào đâu, kiếm một đôi giống y hệt như này thứ hai thì cũng hơi bị hiếm luôn, vì hàng này hàng xưa tới giờ mới còn lại nha, lưu truyền lại tới giờ thôi. Họ rất dày và nặng. Cặp tủ này một đôi em giao lưu cho bà con mình có giá là 35 triệu bao ship toàn quốc nha, chỉ 35 triệu thôi nha. Mình ở khu vực miền Tây thì em có thể thương lượng giảm tí lọc cho bà con mình giảm được. Đó, những hàng thế này bây giờ thì bà con mình cũng biết rồi. Đó, những người ông bà lớn xưa mình nhìn vào là mình biết cái tuổi đời nó xeo thân tháng rồi nha. Mã 16 thì em có là một cái hai cái bàn đôn, hoặc mình gặp lại là một cái đó, là bàn bán nguyệt, hoặc mình chia ra là một cái bàn để mình để vào góc tường chữ A. Đó, con mình xem nha, khá là đẹp luôn. Chiều cao này là em đo lên tới là 77. Nếu mà đường kính em đo tổng nha là nó khoảng 96. Đó, còn cái đường góc chữ A này ra là nó 47 nha. Đó, chân thì nó dày, chiều ngang chân 4 phân, chân bóng. Chạm đục là chim hoa hoa văn, rất là đẹp. Hàng sạch sẽ lập tức liền lạc không lỗi lầm, gỗ là gỗ gõ. Đó, cái này thì bà con mình về mình để nguyên cái gì mình làm cái bàn ngồi giữa uống trà cũng được, hoặc thì mình để một cái thôi. Đó, mình làm một cái để vào góc chữ A hai bên góc nhà nhà mình. Đó thì nó khá là đẹp nha. Đó thì một cặp này á em giao lưu cho bà con mình là giá chỉ có 7.8 triệu thôi nha. Bà con mình lấy một cái lẻ là 4 triệu em vẫn giao lưu luôn nha. Nếu bà con mình lấy một cặp thì 7.8 triệu. Đó, chi tiết bà con mình liên hệ qua số điện thoại Zalo giúp em. Những sản phẩm nào bà con mình cần thiết á cứ liên hệ, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nữa nha. Ở đây là một cây tủ nữa nè. Tủ này khá là đẹp nha bà con, tủ loại lớn luôn nha. Gỗ gõ, ốc Singapore, chạm đục và cẳng ốc luôn, bà con mình xem dày dặn. Đó, chặn kẻ nha. Đó, 4 cánh, tủ này là 4 cánh nha bà con. Đây, cái chiều cao á là em đo tổng này lên tới cái đỉnh bảo nè, là nó 227 tổng chiều cao. Còn cái chiều ngang của tủ như thế này, đó, chiều ngang lên tới là 196 rồi, rất là lớn nha bà con, có 196 gần 2m rồi đó, cái chiều ngang á. Sâu của tủ này ra nè thì nó lên tới là 59. Đó, chạm đục ở trên về mà con mình xem nha, kiểu như là một cái mão nữ hoàng. Ốc thì khỏi chơi rồi, ốc 7 màu xanh lục, ở hàng liền lạc lành lặn sạch sẽ, về mình xài sử dụng không cần làm gì thêm. Cái này thì nó gáp bằng mỏng hết nha, nếu mà khiêng đi thì không bao giờ khiêng đi được. Ở 5-7 người, 7-8 người, 10 người mình khiêng được, cái này cả gáp thôi nó lớn quá. Đó, đó hàng thì khỏi chơi nha, lành lặn liền lạc hết. Bốn vách
Đó, nó cũng là bốn chân ốp sên luôn, dẹp giọng đục nè. Một tổ bên dưới cũng được làm rất là đẹp nha. Đây, đó, gỗ của nó nè, bà con mình xem nha. Đó, hàng này nói chung thì cũng vài chục năm đổ về thôi. Đó, không cổ không xưa, hàng lành tích sạch sẽ để bà con mình về mình xài sử dụng. Đó, không lỗi lầm. Đây, tay cầm ổ khóa nè, rất là đẹp nha. Đó, ốc ác là khỏi chê vào đâu, chạm ở trước là những cái bình hoa, bốn bình hoa á. Đây, cửa mọc mở bên trong cho bà con mình xem luôn. Nè, hoa văn vừa chạm vừa cẳng luôn nha. Đây, cái lồng nè, rất là lớn nha bà con. Đó, lồng bên trong rất là lớn nha, rất là dày. Đó, sạch sẽ, làm tích hết, không có lỗi. Đó, hàng này thì về đến nơi đến nhà thì bà con mình yên tâm sử dụng ngay luôn, không cần làm gì thêm nữa nha. Đó, đặc biệt những cái nước ốc mà ta cẳng nè. Đó, cẳng mình nhìn hơi qua hơi mình cũng cảm nhận được rồi nha. Đó, cửa mở 200, hay ngăn, 400. Đó, không chê được vào đâu nha bà con, không chê được vào cái tủ này nha. Gia đình mình chưa có cái tủ áo thế này, mình đem về mình trưng bày thôi cũng vẫn đẹp, hoặc mình để mình xài sử dụng nha. Đó, những cái đố này thì ngang rất là dày, từ 4 phân á. Đó, đường ngang đố này là từ 4 phân. Đó, rất là cứng cáp và chắc chắn. Hàng này bên em giao lưu thì bao ship, bao vận chuyển toàn quốc, và có thợ đến tận nơi để lắp ráp cho bà con của mình ngay vị trí vị hướng bà con của mình cần muốn đặt nha. Đó, thì chiếc tủ này em giao lưu với bà con mình có giá là 62 triệu, bao ship và bao kiểm tra hàng nha. Đó, bao kiểm tra hàng luôn á, và bao vận chuyển lắp ráp tận nhà cho bà con mình là từ Bắc vào Nam. Đó, còn mình ở khu vực miền Tây thì có thể giảm tí xíu cho bà con mình được không nha. Thì hàng này thì với cái giá sản phẩm á, thì nó tương đương đồng tương xứng với nhau rồi, mình có thể cảm nhận và đánh giá giúp em. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa đã nguyên chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mình chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại.